con Tami cực đẹp. Cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, buổi đi câu suối thực sự là phê pha. Ba anh em đã leo lên đầu ngọn suối, neo cái thuyền vào đây cho nó gọn và cỡ đỡ bị động nữa. Đã bắt đầu di chuyển ở phía trên kia. Dính rồi. Dính rồi anh em. Cá suối rồi. Dính rồi. Ta mới tiếp rồi nha. Dính rồi. Dính rồi nha. Một con Tami nữa. Cá rất nhiều. Một con cá nhỏ này mình lại thả lại nó nhé. Ở phía trên ngọn suối kia thì là có những con Tami nhỏ thôi. Tôi cũng thả lại con nào to thì bắt. Giờ tôi quay xuống phía dưới này, càng xuống phía dưới này thì càng cá to. Và phía dưới hồ dưới này thì cá rất là to, cho nên mình không câu suối nữa. Và mình sẽ trải nghiệm ở dưới này. Đi về phía dưới hạ nguồn. Những con cá Tami rất đẹp. Xuống khu vực phía dưới này thì mình câu những con mồi to hơn. Những con mồi nhỏ này đánh trên khu vực ngọn suối thôi. Ở trên một con mồi ranh. Có cái thìa lặn rất to, con này lặn sâu khoảng chừng gần 2 mét. Rừng âm u không anh em. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến một cái nơi thâm sơn cùng cốc như thế này. Nhưng mà cảm giác nó vẫn cứ hơi ớn ớn một chút. Tại vì ở đây là nơi rừng sâu, rừng già rồi. Mà tôi đi cũng một mình thôi. Không biết con gì. Ô, Tami, lại Tami rồi. Tami tiếp tục. Tami nướng. Hôm nay bốn em chúng tôi được nướng 4 con. À, anh cầm hết cá lên để em.